Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đem một indicator ở bên ngoài không có trên MetaTrader 4 của bạn và đặt vào trong MetaTrader 4 của bạn để sử dụng. Với cấu thành của mình thì MetaTrader 4 cho phép chúng ta những trader đem những cái indicator ở bên ngoài được code bởi các coder theo một phương pháp giao dịch nào đó hoặc là một ý tưởng giao dịch nào đó đem vào và đặt ở trên cái MetaTrader 4 của chúng ta để tiện sử dụng. Chính vì vậy cái hệ sinh thái những cái indicator bên ngoài của MetaTrader 4 rất là nhiều, và trên mặc định trên MetaTrader 4 của chúng ta thì chỉ có vài cái thôi. Chúng ta có thể thấy ở đây chúng ta chỉ có vài công cụ, chúng ta thấy ở phần indicator này không nhiều lắm, nhưng mà ở ngoài thì có tới cả hàng ngàn indicator đã được các coder code và chúng ta có thể đem đặt vào cái MetaTrader 4 của chúng ta để sử dụng. Và cái bài hôm nay chúng ta sẽ hướng dẫn về cách làm như thế nào để đem cái indicator bên ngoài đó đặt vào được trong cái MetaTrader 4 của chúng ta. Thì chúng ta cùng xem nhé. Đầu tiên thì chúng ta phải download cái indicator đó ở một nơi nào đó về máy tính của chúng ta. Thì mình lấy ví dụ ở đây là trên diễn đàn Trader Việt. Thì chúng ta vào phần diễn đàn, chúng ta kéo xuống phần lập trình MQL, Expert Advisor về Indicator. Chúng ta sẽ có một cái kho các EA và các Indicator ở đây. Thì mình ví dụ mình muốn lấy cái mô hình nến Insight 3 chỉ báo này giúp chúng ta phát hiện những mô hình nến Insight 3 như thế này trên biểu đồ, phát hiện một cách tự động. Chúng ta muốn đem về để sử dụng thì chúng ta sẽ xuống phần download ở đây. Và lưu ý, muốn download được cái indicator này về thì chúng ta phải đăng nhập vào tài khoản ở trên đặc biệt của chúng ta mới download được. Sau khi chúng ta click vào đây, chúng ta sẽ download được về như thế này. Các bạn lưu ý là cái indicator muốn sử dụng được thì nó phải có đuôi là ES4 hoặc là MQ4. MQ4 thì đặc điểm của MQ4 đó là nó có cái, chúng ta có thể xem được code của nó. Còn ES4 này nó chỉ là cái file thực thi, tức là chúng ta chỉ chạy được ở trên cái MetaTrader 4 của chúng ta mà chúng ta sẽ không coi được code của nó. Ở đây chúng ta có file ES4, tức là chúng ta chỉ đem dùng thôi, chúng ta không có coi được code của nó. Sau khi download về thì các bạn có thể đặt nó ra ngoài desktop ở đây chẳng hạn, hoặc là ở đâu đó mà chúng ta nhớ nhớ cái chỗ lưu đó, rồi để chúng ta tí nữa chúng ta sẽ dùng tới nó. Khi chúng ta thấy nó rồi, chúng ta bấm copy nó, chúng ta copy nó nha. Rồi sau đó chúng ta mở phần mềm MetaTrader 4 của chúng ta lên, chúng ta mở nó lên, chúng ta vào chữ file open data folder, ở đây. Chúng ta sẽ mở ra cái data folder nơi chứa cái thông tin về cái phần mềm giao dịch MetaTrader 4 của chúng ta. Chúng ta vào phần MQL 4 tại đây, và chúng ta thấy ở đây có cái ô là indicator. Chúng ta bấm vào đây, rồi chúng ta sẽ dán cái indicator đã được copy vào trong cái ô này. Chúng ta bấm chuột phải, chúng ta dán paste paste thì đây, nó đang nằm vào đây rồi. Rồi sau khi nó đã nằm vào đây đúng cái folder của chúng ta, đúng như folder chúng ta mở MQL4 indicator vân vân, chúng ta đóng lại. Sau đó chúng ta sẽ khởi động lại phần mềm của chúng ta, tắt nó đi, và bật nó lên trở lại. Rồi chúng ta bật nó lên trở lại. Thì bây giờ cái indicator mà chúng ta đem từ bên ngoài vào đó nó đã nằm ở trên cái MetaTrader 4 của chúng ta và chúng ta có thể đem ra để sử dụng được. Ví dụ đây chúng ta sẽ tìm nó ở đâu. Nếu mà chúng ta mở lên mà đã, chúng ta đã thấy cái phần navigator nó hiện như thế này thì dễ rồi. Còn nếu trường hợp nó không có như thế này thì chúng ta sẽ lấy nó ở đây, cái hình ngôi sao ở navigator, hoặc là chúng ta bấm Ctrl N, chúng ta bấm vào đây, nó sẽ hiện lên cái bảng này. Thì nó sẽ nằm ở đâu? Nó sẽ nằm ở trong cái folder là indicator ở đây. Chúng ta bấm vào đây, chúng ta sẽ thấy nó nằm ở đây, PZ Insight 3. Lúc nãy ban đầu chúng ta coi là không có, nhưng bây giờ nó đã có, là PZ Insight 3 ở đây. Rồi chúng ta muốn mở nó thì chúng ta bấm chuột, chúng ta giữ nó, chúng ta kéo qua, chúng ta thả vào màn hình.
Nó sẽ hiện ra đây. Đây là tinh chỉnh các thông số, đây là tác giả ha. Đây là tinh chỉnh các thông số, ở đây chúng ta cũng không có gì đặc biệt hết. Chúng ta bấm OK. Rồi, chúng ta tắt cái này đi cho nó rộng. Đây. Là chúng ta sẽ thấy cái indicator nó đã tự động xác định các mô hình nến inside bar cho chúng ta. Chúng ta thấy không? Ví dụ như là ở đây cái nến này nó lớn, rồi cái nến này nằm ở trong nó. Tức là đây là một cụm nến inside bar, đến trước nhốt nến sau vào trong nó. Hay tương tự ở đây là một cái inside bar lớn ha. Chúng ta có cái nến này nó nhốt tới 1 2 3 4 4 nến con vào trong nó. Đây là một cái inside bar lớn. Và đây là một cái inside bar còn lớn hơn nữa. Chúng ta có một cái nến này nó nhốt nến này, nến này, nến này, nến này, nến này, nến này, nó nhốt cả hàng loạt cái. Và tới điểm này thì nó mới break out ra. Và nó đi tiếp lên phía trên. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta đem một cái indicator không phải là mặc định có sẵn trên MetaTrader 4 và đặt vào trong cái MetaTrader 4 của mình để sử dụng. Hy vọng chúng ta có thể đem những cái indicator mới vào đặt trong cái MetaTrader 4 của chúng ta và hỗ trợ tốt hơn cho cái việc trading của chúng ta. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.